chúng ta cùng nắm tay thành một trái tim yêu thương dành tặng cho em. Minh Hà rất vui được gặp lại quý vị khán giả trong chuyên mục Trái tim cho em tuần này. Thưa quý vị, trong quá trình thực hiện chương trình, chúng tôi luôn mong muốn sẽ có nhiều trái tim lỗi nhịp được hàn gắn để các em được trở lại với cuộc sống bình thường. Đã có rất nhiều những giọt nước mắt biến thành nụ cười và nỗi đau đã biến thành niềm vui. Sau đây sẽ là một câu chuyện như thế. Sau một ngày đi phát hộ thuê ngoài bìa rừng, anh Bùi Văn Quảng lại trở về bên gia đình nhỏ của mình. Hạnh phúc có lẽ cũng giản dị như việc sau những mệt nhoài của cuộc sống mưu sinh, người ta được chào đón bằng bình yên và ấm áp. Để có được những điều nhỏ nhoi ấy, anh Quảng và vợ anh, chị Như đã từng phải vượt qua những nỗi đau đớn tột cùng với người con sinh ra không may mắc bệnh tim bẩm sinh. Cộng đồng quan tâm đến gia đình và cùng chia sẻ nỗi đau cùng gia đình ạ. Tôi cảm thấy rất là vui mừng ạ, bởi vì bây giờ con cũng khỏe mạnh rồi và từ khi biết con bị bệnh, thì tôi là một người mẹ, tôi cảm thấy là bất lực bởi vì không giúp đỡ gì cho con cả. Nhìn con đau đớn, tôi rất là đau khổ. Cũng vẫn là những giọt nước mắt của người phụ nữ trẻ, nhưng dường như trong đó chất chứa niềm hạnh phúc và tin yêu khôn tả. Cuối cùng con chị, trải qua 3 lần phẫu thuật tim, đã giành lại sự sống từ tay tử thần. 5 tháng trôi qua, mọi nỗi đau lo lắng đã lùi vào quá khứ. Ngôi nhà chị Như đã trở lại với cuộc sống bình yên. Nhưng hôm nay, nó lại rộn ràng với một niềm vui mới. Cuộc viếng thăm của nhà giáo, nghệ sĩ guitar Hawaii Bùi Bạch Liên đã đem đến điều đó. Bảy cho con nhé, bảy cho con. Đây vết mổ đây này. 3 lần phẫu thuật, giỏi quá nha. Tôi cũng xin cảm ơn các nhà tài trợ như Viettel này giúp đỡ gia đình tôi rất cảm ơn. Tiếng đàn guitar Hawaii hòa quyện với núi rừng Tây Bắc. Mọi người trong xóm Đông Hà, dù đang bận bịu với công việc đồng áng, cơm nước, cũng dừng lại để chung vui cùng với gia đình chị Như và lắng nghe tiếng guitar Hawaii. Em yêu trường em với 3 bạn thân và cô giáo hiền. Như yêu quê hương, cắp sách đến trường trong muôn vàn yêu thương. Dù cò chưa thể nói được, nhưng có lẽ giai điệu của bài hát đã thấm sâu vào trái tim bé bỏng của em. Trên cương vị một người bố, tôi cũng có con gái, thì tôi cảm thấy rằng là cái niềm hạnh phúc nó toát lên ở trên ánh mắt của hai vợ chồng anh Cò. Thì với anh chị thì sau 3 ca mổ thì anh chị cũng rất là tốn kém. Ngoài cái sự mà hỗ trợ từ phía Viettel, từ các nhà hảo tâm, thì đến hiện tại thì vợ chồng anh chị cũng còn đang là với một chút nợ nữa. Thì tôi cũng rất muốn là mong muốn các nhà hảo tâm cùng đồng lòng, cùng đồng sức để giúp đỡ cho anh chị cũng như rất nhiều các gia đình có hoàn cảnh khó khăn như là gia đình nhà cháu Cò. Phải nói là cái chương trình Trái tim cho em này là một cái việc làm rất là nhân bản. Bởi vì nếu không có thì không thể nào em bé này thoát khỏi lưỡi hái của tử thần được. Và tôi nghĩ rằng cái việc làm này nên nhân rộng không cứ riêng cho chương trình của Trái tim cho em mà nhiều chương trình khác cộng đồng để giúp đỡ nhiều gia đình khác nữa. Và mang cái tính chất phải nói là rất là nhân bản, cao cả. Những tấm lòng cao cả của cái chương trình và cũng mong rằng chương trình này sẽ hoạt động và nhiều hiệu quả hơn nữa để giúp nhiều cái hoàn cảnh như em Cò này này. Có ai đó nói rằng mọi con đường bươn chải đều mong đến được bến bờ bình yên và mọi nghĩ suy đều hướng đến tình yêu. Người phụ nữ dân tộc Tây này tin vào điều đó bởi chị đã nhận được sự sẻ chia của cộng đồng và con chị cũng đã được yêu thương hàn gắn bất hạnh. Cháu Bùi Văn Cò sẽ lớn lên dần theo 5 tháng, tương lai sẽ rộng mở và chờ đón cháu ở phía trước. Thưa quý vị và các bạn,
chia sẻ và đồng cảm với những số phận bất hạnh là trách nhiệm của mỗi chúng ta. Hành trình của nhà giáo nhân dân, nghệ sĩ Bùi Bạch Liên đến với những trẻ em không may mắn mắc bệnh tim bẩm sinh cũng là hành trình của tình yêu thương và trách nhiệm làm người. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi chương trình. Mọi sự giúp đỡ, đồng hành của quý vị xin hãy gửi về chuyên mục Trái tim cho em, Quỹ Tấm lòng Việt, Đài Truyền hình Việt Nam, số 43 Nguyễn Chí Thanh, Ba Đình, Hà Nội.